Kính thưa quý vị, ông Netanyahu đắc cử thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư của Israel, tin từ Jerusalem, Israel. Đảng Likud của Netanyahu đã giành được chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử quốc hội tại Israel hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3. Kết quả sau cùng được công bố hôm nay ngày 18 tháng 3 cho thấy ông Benjamin Netanyahu sẽ tiếp tục ngồi vào ghế thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư của Israel và trở thành thủ tướng phục vụ thời gian dài nhất tại nước này. Đảng Likud cho hay đã sẵn sàng mở các cuộc họp với một số đảng phái khác để thành lập chính phủ liên minh. Từ Beirut, Lebanon, người tị nạn Palestine và cư dân Lebanon nói rằng việc tái đắc cử của ông Netanyahu sẽ không mang lại nhiều thay đổi cho diễn biến hòa bình tại Trung Đông. Một người Palestine nói rằng dù ông Netanyahu hay một ai khác được bầu làm thủ tướng Israel thì người Israel vẫn là kẻ thù của họ. Hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3, Saeb Erekat, người đứng đầu công việc hòa giải của Palestine, nhắc lại tuyên bố của ông Netanyahu nói rằng nếu ông được tái đắc cử thì sẽ không để xuất hiện một quốc gia Palestine bằng chính sách định cư người Israel. Ông Saeb Erekat cũng cho rằng ông Netanyahu sẽ không làm được gì trong đời sống chính trị ngoài việc phá hủy giải pháp hai quốc gia. Nguồn tin nói kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3 cho thấy đảng Likud được 28 ghế và đảng liên minh trung tả của Zionist Union được 27 ghế tại quốc hội 120 thành viên. Sau khi kết quả cuối cùng được công bố, Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ chỉ định ứng cử viên chiếm vị trí tốt nhất thành lập một liên minh chính phủ trong vòng 42 ngày. Ông Rivlin kêu gọi đoàn kết quốc gia, dấu hiệu cho thấy ông ủng hộ một chính phủ của cả hai đảng Likud và Zionist Union.